Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Bước sang năm 2024, thuế suất thuế nhập khẩu ô tô con từ EU về Việt Nam sẽ giảm xuống, cao nhất chỉ còn 42,5%. Giá nhiều mẫu xe sang sẽ tiếp tục giảm so với năm 2023. Theo cam kết tại Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, EVFTA, Việt Nam sẽ mở cửa thị trường cho ô tô nhập khẩu từ EU với thuế suất ưu đãi 0%. Trong quá trình đàm phán hiệp định, ô tô con thuộc nhóm B9, thuế suất cơ sở được xóa bỏ sau 10 lần cắt giảm đều, mỗi năm một lần, và B10, thuế suất cơ sở được xóa bỏ sau 11 lần cắt giảm đều, mỗi năm một lần. Thuế suất cơ sở với xe con trong đàm phán EVFTA là 78% xe có dung tích xi lanh dưới 3.0 lít và 74% xe có dung tích xi lanh trên 3.0 lít. Như vậy, với lộ trình cắt giảm thuế đều mỗi năm, tính từ khi hiệp định có hiệu lực năm 2020, thì thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ EU về Việt Nam sẽ giảm hơn 7% một năm, giúp cho giá xe ngày một giảm. Các doanh nghiệp cho biết bước sang năm 2024, thuế suất thuế nhập khẩu ô tô từ EU về Việt Nam sẽ giảm còn khoảng từ 37% đến 42,5%. Với mức thuế này, giá xe sẽ tiếp tục giảm so với năm 2023. Theo tính toán, thuế nhập khẩu giảm 7%, một chiếc xe nhập nguyên chiếc từ EU, động cơ 2.0 lít có giá khai báo 30.000 USD sẽ giảm khoảng 2.100 USD. Hơn nữa, do thuế chồng thuế nên giảm thuế nhập khẩu còn giúp giảm số tiền nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng. Tính ra, số tiền giảm được tới hơn 3.000 USD, tương đương khoảng 80 triệu đồng trong năm 2024. Các loại xe siêu sang, siêu xe sẽ được hưởng lợi lớn, chẳng hạn một chiếc xe siêu sang có giá khai báo 300.000 USD, dung tích xi lanh 6.0 lít, có mức thuế giảm 7%, tính ra giảm tới 21.000 USD trong năm 2024. Đấy là chưa tính thuế tiêu thụ đặc biệt với xe có dung tích xi lanh 6.0 lít trở lên là 150% và thuế giá trị gia tăng 10% đánh chồng lên, nên tổng mức giảm còn lớn hơn. Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ EU về Việt Nam hầu hết là xe hạng sang như Mercedes, Audi, BMW, Land Rover hay siêu xe như Lamborghini, Ferrari. Giá xe càng giảm thì càng có nhiều người lựa chọn. Hiện tại Việt Nam đang nhập khẩu ô tô từ 3 thị trường chính là Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 11 tháng đầu năm 2023, Việt Nam nhập khẩu 111.278 chiếc ô tô các loại với trị giá 2,6 tỷ USD. Trong đó, Thái Lan dẫn đầu với 50.144 chiếc, Indonesia xếp thứ hai với 40.474 chiếc và Trung Quốc xếp thứ ba với 9.843 chiếc. Từ năm 2018, ô tô nhập khẩu từ Thái Lan và Indonesia đã được hưởng thuế suất ưu đãi 0%. Vì vậy, số lượng xe nhập khẩu từ hai quốc gia này ngày càng tăng và chiếm tỷ lệ lớn. Việt Nam đã ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu EVFTA với Vương quốc Anh UKVFTA, cam kết giảm dần thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc về 0% vào năm 2029-2030. Như vậy, tới năm 2030, thị trường ô tô Việt Nam sẽ mở cửa hoàn toàn cho các trung tâm sản xuất ô tô lớn trên thế giới, bao gồm ASEAN, Nhật Bản, Mexico, EU và Anh Quốc. Theo ông Nguyễn Minh Đồng, Giám đốc Công ty Công nghệ Đức Việt, thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2024 trở đi, giá ô tô nhập khẩu từ các nước EU sẽ giảm rõ rệt so với trước, nhờ thuế nhập khẩu cắt giảm xuống thấp. Xe sang có cơ hội về Việt Nam với chi phí thấp hơn. Người tiêu dùng Việt Nam sẽ có thêm nhiều lựa chọn. Cũng theo ông Nguyễn Minh Đồng, Hiệp định EVFTA còn có phụ lục riêng quy định về các hàng rào phi thuế đối với lĩnh vực ô tô, trong đó Việt Nam cam kết công nhận toàn bộ chứng nhận hợp chuẩn theo hệ thống tiêu chuẩn của Ủy ban Kinh tế Liên Hợp Quốc UNECE sau 5 năm kể từ khi có hiệu lực. Với cam kết này thì các rào cản ngăn xe nhập khẩu từ EU về, nhất là những rào cản nặng tính hành chính sẽ bị loại bỏ tối đa, còn những rào cản về kỹ thuật chắc không làm khó được xe EU. Giới kinh doanh ô tô cho biết đang có sự chuyển dịch từ xe bình dân lên xe sang hạng trung tại Việt Nam. Tăng trưởng mạnh mẽ sẽ thuộc về phân khúc xe sang hạng trung. Những mẫu xe sang có giá từ 1,5 đến 3 tỷ đồng sẽ bán chạy. Trong năm 2023, việc sở hữu những chiếc xe sang như Audi, Mercedes, BMW tưởng chừng như khó khăn, nay lại rất dễ dàng. Cách đây 3 năm trở về trước, những chiếc xe sang dù chạy cũ vài năm vẫn luôn được người dùng ưa chuộng và rất được giá vì tính xính ngoại, ưa hàng hiệu vẫn luôn tồn tại trong dân. Khi đó muốn sở hữu những xe sang thương hiệu Mercedes, Audi, BMW hay Lexus, dù đã chạy lâu năm, vẫn là điều mơ ước của nhiều người.
Tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay, do có nhiều hãng xe, nhiều loại xe được tung ra thị trường khiến nhiều xe sang cũ xuống giá không phanh. Chị Lan Anh, chủ một showroom xe cũ có tiếng trên đường Long Biên, Hà Nội cho biết, chị không thể ngờ có lúc xe sang cũ đào giá khủng khiếp như vậy. Tuần trước, chị vừa bán một con xe Mercedes-Benz E250 đời 2011. Một chủ đi từ đầu, nội thất da bò còn rất mới, ngoại thất còn nuột với giá chỉ 375 triệu đồng, một cái giá không tưởng so với cách đây vài năm trước. Tại showroom Quang Minh trên đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội, một chiếc xe Audi A5 dung tích 2.0 đời 2010 còn khá mới, nội thất còn rất đẹp được giao bán với giá 439 triệu đồng. Một chiếc xe Mercedes GLK màu trắng 5 chỗ đời 2011, nội thất màu đen còn khá mới, đồng hồ chỉ gần 50 vạn km được ra giá là 385 triệu đồng. Tại showroom Nam Anh Auto trên địa bàn Đông Anh, Hà Nội, một chiếc xe BMW X5 3.0 đời 2008 7 chỗ ngồi còn khá mới, máy móc nguyên bản, một chủ từ đầu, đi khá giữ gìn nên còn rất mới, full kịch đồ, cửa nóc panorama, vô lăng điện được giao bán với giá 310 triệu đồng. Một người ở thành phố Đà Nẵng cũng vừa bán một chiếc xe Audi Q5, dung tích 3.2 lít, máy êm, gầm bệ chắc, nội thất ghế da sang trọng, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép, dẫn động 4 bánh, khóa vi sai điện tử, EDL độc quyền của Audi, màn hình DVD, hệ thống chiếu sáng Xenon Plus, phanh ABS với giá khá bèo là 415 triệu đồng. Chưa có năm nào khó khăn như năm 2023, việc giảm giá hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng liên tục được các hãng xe sang triển khai. Nhân viên bán hàng một đại lý Mercedes tại Hà Nội cho biết, sức mua yếu khiến doanh số sụt giảm, hàng tồn kho tăng, buộc các hãng xe sang phải thực hiện giảm giá liên tục. Các đại lý phân phối xe sang chính hãng cho biết, từ tháng 10 bắt đầu ghi nhận dấu hiệu tích cực hơn về sức mua. Tuy nhiên, nhu cầu chỉ khởi sắc hơn so với các tháng trước, còn vẫn thua xa so với năm ngoái. Hàng tồn kho vẫn cao. Bình luận về sự việc trên, ông Đồng Thanh Tùng, một chuyên gia về xe ô tô chỉ rõ nguyên nhân tại sao xe sang cũ lại rớt giá thảm hại đến như vậy. Do siêu xe đa phần có dung tích xi lanh lớn, thường ít cũng từ 2.5 lít trở lên, nên chạy rất tốn xăng. Hơn nữa, do xe sang thường chạy trong đô thị nên lại càng tốn xăng hơn. Nuôi xe sang cũ không khác nuôi một thằng nghiện nên dù rất rẻ, rất thích mà vẫn rất ít người dám chơi, ông Tùng ví von. Một lý do mà ai chơi xe cũng đều biết và nên biết đó là với xe sang, phụ tùng thay thế thường khá đắt, muốn thay thường phải vào chính hãng, nên mỗi lần vào sẽ mất hàng chục triệu đồng nên không phải ai cũng đủ điều kiện để chơi. Hơn thế nữa, xe sang đời cũ thường rất hiếm phụ tùng, phải chờ đợi lâu mới có hàng, hỏng hóc khó chữa nên càng khiến dân chơi ngán hơn. Thông thường, các dòng xe sang thường có nguồn gốc và được sản xuất từ Đức hay châu Âu, nên khi sang Việt Nam, đôi khi không phù hợp với thời tiết, khí hậu nên rất dễ hỏng hóc vặt, khó sửa chữa. Chị Lan Anh, chủ showroom tại Hà Nội đưa ra một lý giải, có lẽ cũng là điều hoàn toàn hợp lý trong giai đoạn hiện nay, đó là do dịch bệnh, kinh tế toàn cầu khó khăn nên thu nhập của đại đa số người dân, doanh nghiệp giảm sút. Các khoản chi chưa cần thiết đều bị cắt giảm, dẫn đến nhu cầu mua xe cũng giảm theo. Vì vậy, giá xe sang cũ lại càng bị giảm mạnh hơn bao giờ hết. Ngay cả các dòng xe mới thông dụng hiện nay giá cũng liên tục giảm do sức mua giảm sút nghiêm trọng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.